Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quang Hiệp xác nhận thông tin phía Trung Quốc đã thông báo sẽ xả lũ thủy điện phía thượng nguồn sông Lô với lưu lượng 250 m khối một giây. Phía Trung Quốc cũng đã có văn bản thông báo cho phía nước ta từ sớm để lên các phương án chuẩn bị. Lưu lượng xả cũng nhỏ, chỉ 250 m khối một giây. Trong khi đó, nếu thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả, sẽ cho lưu lượng hơn 2.000 m khối một giây. Điều đó cho thấy nếu việc xả lũ của Trung Quốc có tác động sẽ không đáng kể, không ảnh hưởng gì nhiều tới lũ hạ du Việt Nam. Các tỉnh thành có sông Lô chảy qua cũng đã chỉ đạo các cơ quan thường trực chủ động cập nhật thông tin và kịp thời ứng cứu. Về đoạn sông Lô chảy qua Tuyên Quang, khoảng 9 giờ tối hôm qua, một đoạn đê sông Lô qua địa phận xã Quyết Thắng, Sơn Dương đã bị dỡ. Mặc dù các cấp chính quyền đã huy động lực lượng tối đa để khắc phục, tuy nhiên do nước chảy xiết và dâng cao khiến công tác khắc phục chưa thể thực hiện được. Đến chiều nay vẫn chưa thể khắc phục sự cố dỡ đê sông Lô đoạn qua tỉnh này. Sự cố dỡ đê khiến 35 hộ với 138 nhân khẩu trực tiếp bị ảnh hưởng. Các hộ dân này đã được chính quyền địa phương di dời đến nơi an toàn.